Em chào tất cả các bác, các anh, các chị mạnh khỏe. Em chào các bác, các chị còn phải nha. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Đấy, ở cái video trước các bác đã xem, anh show anh ấy bắt được ít cá ngon quá. Toàn rô đồng. Mấy con này là hôm trước. Đây. Còn lại chưa ăn tới. Hôm trước ấy à? Chưa ăn tới. Hôm trước anh show bắt vẫn còn mấy con chuối. Đấy. Bây giờ là sẽ là món cá rán các bác. Đấy. Đây. Các bác thấy ngon chưa? Ôi. Nốt lưỡi chưa? Ôi. Rô đồng các bác, con rô đồng to chưa? Ôi. Đây. Ổ này em mà. Quá to. Đấy, các bác này. À. Chảo bắt đầu là nóng rồi đấy. Mỡ bắt đầu lên rồi đấy. Ngon đấy. Nốt lưỡi chưa? Ừ. Anh ông bê tổ cá nè. Bê tổ cá xem. Mổ xong hết rồi, thấy ngon rồi. Rồi. Đấy. Có bác Thảo ra nữa này. Tuyệt vời đấy. Ông ơi, ông đấy là lọ đường. Đâu đâu đâu. Đâu. Ui. Nhìn lại vậy. Ai à? Nốt lưỡi chưa? Vâng. Tuyệt trần đấy. Được rỡ đấy. Đấy. Nóng rồi. Đấy. Cho thật già. Cười ghê đi. Ngon quá. Hả? Thèm thật. Thèm thật á? Ừ. Ngon lắm. Nuốt nữa chưa? Nuốt đấy. Đâu nuốt thử xem nào. Đâu? Nhìn đấy. Nuốt nữa mà cứ lè ra. Thèm quá. Thèm quá. Đồng tí họn. Ai nhỉ? Đầu bếp chuyên nghiệp ấy. Ai à? Chưa giả? Đúng rồi, nó dám cá đâu. Cứ cho muối, cho muối đúng bảo nó mới giả cá. Bạn giỏi bạn vào làm nhé. Đấy. Anh đồng chạy nhau bắn tí bắn tung tành. Bắn đúng không? Không. Không bắn à? Bắn đầu bếp chuyên nghiệp có cấp bằng thôi. Đầu bếp chuyên nghiệp. Đấy. Bắt đầu đấy. Ai nhỉ? Tành tành rồi đấy. Vậy tành tách à? Ui. Ui, trồn. Đấy, ông đánh bài này nhanh nhất đấy. Ai à? Ai à, được đấy, hấp dẫn đấy. Nuốt lưỡi. Ui, con rùa đồng to, rùa đồng to đấy. Ai à, cho văn mở luôn. Được chưa? Ui, con rùa đồng to. Ui, to đấy. Được. Ui, kia. Được đấy. Ngon đấy. Hả? Ngon đấy. Tuyệt vời. Không giận đấy. Tuyệt vời. Đấy. Vừa có độc nhà hơi nghèo, mỡ hơi ít thôi. Mỡ ít. Nghèo má vẫn hình khắc là giàu. Đấy. Chặt xanh vẫn còn từng này này. Có thấy không? Nhiều mãi bạn xô vẫn phải giàu. Nhất tỉnh mãi phải giàu. Hướng dẫn chưa? Ông còn thằng tay trái à? Đâu tay chiêu ấy. À. Nhất nhất cái thằng tay trái. Anh đâu cũng thế phải không? Anh thằng tay nào? Tay phải à? Cũng khác phái nhau rồi. Khác phe à? Ai à? Ui, đã vàng luôn rồi. Đó, mấy kia cơ bản là mấy con rô đồng to là anh sâu anh ấy đánh vẩy ấy. Tô và sô thả mát là nó vàng luôn, ươm luôn. Tô và sô. À. Đấy. Thật dẫn đấy. Cái bình cũng khi vâng. Các bác bắt đầu khi các bác xem người hấp dẫn như nào. Đang bắn lên mỡ. Xem cái thằng tay chiêu với thằng tay trái nó khác nhau gì không. Nó video nó là bạn như vậy. Bạn tay chiêu, bạn tay trái. Đấy.
Anh Đông lấy vàng chưa? Lấy vàng chưa? Chưa. Chưa vàng à? Ừ. Mới hoe tí đúng không? Ừ. Đấy. À. Chuyện bài chứ. Ông dán chưa? Dạ vậy. Tí anh phải cấp bằng dán. Nịnh nhau rồi đấy, đừng chưa vàng. Cấp bằng. Ừ. À. Vâng. Ừ. Ngon đấy. Hấp dẫn. Nói là tuyệt vời, cá bắt được chuông. Cá tự nhiên. Chả cá mã. Ấy bụi cứ để anh thôi. Cứ để bác chế biến. Mấy cây ngô bụi. Cá vừa thơm vừa ngon, vàng ươm. Cái đó là em rút lưỡi. Rút lưỡi à? Ừ. Đi xin dây chỉ dần. Ừ. Ở bác xô dây chỉ lấy dần. Ừ. Bác Thảo dán cá được á? Bình thường thôi, hôm nay là giả tay này là hơi kém đấy. Khói chứ. Khói thế à? Góc này hơi khói. Đấy là chơi bắn nhau rồi. Chơi Hoàng Hiền rồi. Yêu thì thích thôi. Có cái bài yêu thì thích thôi. Bật con lát sáng nữa này. Đấy. Yêu thì thích thôi. Ông nhìn thấy à? Quá đấy, tuyệt vời. Mà cái nó rắn kìa. Đấy, rắn thằng lét luôn. Riêng cái này cứ khi nào mềm đầu là chín. Riêng con này là cứ mềm đầu là chín. Mềm đầu chín à? Cứ mềm là chín. Vâng. Đấy. Chỉ còn nuốt lưỡi rồi nhỉ. Đấy, nó vàng tong rồi. Không cho to, không cho để to là nó trong nó chín, ngoài chín trong nó còn máu. Đấy. Anh ông cứ để ông chơi yên. Yên tâm đi. Để ông chơi yên món này. Mới lấy là có một vợ thì phải làm vợ nữa. Ai dạ. Chiều ngày lấy, nó điên như này. Bà lại đang xem video rồi đấy. Cả nó trêu với nhau tí là nhường gì đâu. Đấy, ông phải nói trêu ngay nhé. Ông bây giờ tối bà cho ngủ ngoài ấy. Nó trêu nhau tí là nhường gì đâu. Vợ chồng nó thế nên gia vị tình yêu. Ai dạ. Không tin cứ thử lấy vợ đi mà xem. Vâng. Gia vị tình yêu. Bắt đầu chế biến món rau gì ấy? Luộc cháo ai thì có xào. Luộc cho mặn được. Luộc cái xào. Luộc cho mặn được. Ăn nó khác người. Đấy, dải rau sạch à. Rau cũng bà dùng. Rau cải trước bà bảo rau trong quanh năm đúng không? Rau cải với màu cà á. Quanh năm. Được. Rau còn non đấy. Chưa lấy chồng, nó trông lấy chừa nhá. Bảo. Nhá. Tớ lấy, tớ biếu một lít. Tức 100 ấy. Ông đã bảo anh Đông giới thiệu cho cô nữa. Đấy, nghe nói là 100 triệu ấy. Ai dạ? Đấy. Nhà mình toàn tiền thôi. Làm giàu không khó đấy anh Đông ạ. Kiếm ngay. Nhưng mà làm thật thì mới có. Đến giá thôi. Bác xô bác kẹp dao vào kia. Cái thái. Úi, phải vào tay nhá. Có cữ rồi mà. Quen đấy. Anh xô cái là anh ấy thái thịt bằng mồm này mình chịu rồi. Vâng. Chui dao bằng mồm này xua rồi. Đấy mẹo riêng của anh mới làm được. Rất giỏi các bạn. Mẹo mới làm được. Vâng. Tuyệt vời các bạn. Bác xô này nói tuyệt vời. Đi đọc cái nhà hơi nghèo tí thôi. Vâng. Đấy. Không lấy vợ, không có vợ thôi. Hơi nghèo đâu. Ngon. Còn đúng ra cũng ngang Vũ Đức Đam đấy, khỏe dương đấy, vừa bỡ nô. Ấy, nền đấy, vàng nhuộm đấy. À, chẳng hứng nha. Vàng đấy, sao sợ đấy. Mikilo, chào chú Điểm nhá, khỏe nhá chú. Lâu lắm không gặp người chú rồi.
Sao lại béo ra sao mặt nó tròn tròn đấy? À chuẩn bị lại đi chạy. Mới lại cắt quả tóc đầu bằng như nhìn thôi nhỉ. Ừ. Nhìn mặt tròn tròn hơn. Chuẩn bị đi chạy thận thế mà. Vâng. Đấy. Chú điểm thì vất vả, cứ tuần chạy mấy lần. Vâng. Tuần 3 lần. Qua chi chứ nó bảo 2 3 đi mới cũng tay chạy cách cách kia nó không được. À. Năm nay đi mở các cụ, được các chú này. Vâng. Chú mới đi mở các cụ á? Thế này chú sao đi được dài được? Không không đi, tức là hắn thằng cháu nó ở nhà thôi. À. Mời các cụ ăn, ăn bên mẹ đẻ. Vâng. Ông anh cũng là quân trưởng. Vâng. Chương trình bọn chú này đi họp đây này. Vâng. Hôm nay là có một tí sự cố thì lại chuyển sang ngày mai. Vâng. Đó. Nhanh nhỉ? Mấy cụ về ăn Tết đấy. Cứ chuyển về đây ăn. Không, chuyện là bố nhà này là mẹ, chuyện là bố còn là còn mẹ thôi. Nhà bà ở dưới. Nhà bà ở dưới. Năm nào thì nhà anh là cứ tầm 2-3 các chú đến nhà bố anh đi mở các cụ. Vâng. Con cháu. Vâng. Dưới ăn thế mà. À, 2-3 là mời các cụ xong về quán chén bữa. Qua chạy sang ở cho anh chạy ca chiều mà không được thì sắp xếp được. Vâng. Ca cũng không đi không được. Người ta không nói đùa mình là. Vào mùng một Tết phải đi. Các cháu đi sắp xếp mình đi sắp xếp thật. Mùng một Tết chú đi chạy à? Thế năm nay chú chạy ngày nào? Mùng ba Tết. Mùng ba Tết à? Thế là chạy từ 30 à? 30 chạy một lần, xong mùng 3 chạy lần nữa. Đấy. Đại chú điểm thì cứ mấy hôm mà chạy một lần, không chạy không chịu được. Còn chạy 3 buổi. Vâng. Đúng là Tết thì người ta ăn Tết thằng mình. Sáng bắt đầu chứ không phải 30 phút là đỡ rồi đấy. Tô gì chú? Gút đi. Tô gút đó. Nghe đọc của gót. Vâng. Vất vả quá. Đấy, vàng đấy. Ai là người chấm chữ ớt. Tiền qua cái gì à? Dạ. Vâng. Dạ. Chú xem view à? Vâng. Vừa lên chiều chưa lên đây. À. Lên ngay hôm qua. Qua chỉ có đi mua về thôi. Hôm qua là quay đi mua. Còn trưa ngày hôm nay đang là về nắp ở nhà. Mới là trực tiếp. Ở nhà. Vâng. Bây giờ quá rẻ, chắc mua cái hơn 5 triệu ấy. À. 32. Vâng. Bây giờ nó nhiều hãng lắm chú ạ. Cái này nhiều. Nó to, nó dài gần một cái kia, gần một cái kia này này. Nó cao như này nhưng mà. Cao gần một đồng ký hoan nhưng mà. Hôm nay giờ to gần bằng 50.000 chú ạ. To mà. Sáng nó chịu. Có con 75 inch LG. Hai hơn 20 triệu 4%. Giảm giá mấy triệu. Sáng nói chuyện mấy ông ở 5.999.000 câu không tin không? À. Mà tối về mở video ra. À. Tin thì nó thật. Cái đấy là trước cháu mua nhà cô Toán một con giống này như thế rồi đấy. Ừ. Toán Dion. Cũng 43 inch. TV đấy là. Nghe căng. TV hay vô tuyến? TV. Vô tuyến. À. Thế nên vui. TV hay vô tuyến là anh đâu? À. TV hay vô tuyến? TV á? Không phải vô tuyến à? Vô tuyến đấy. Vô tuyến điện. Là một, bác chê của anh rồi. Chịu được tí hoàn. Thế vui. Ê, vàng, vàng cong ấy nhỉ. Ui, có bác nhìn lượn, thịt lượn con này ăn nhỉ. Tuyệt vời chưa. Anh đâu nuốt nữa chưa? Ui, đang ngồi nằm bấm mồm lưỡi rồi. Được đấy. Không tốn cơm mà chỉ tốn gạo. Ông Thảo là hay trêu vui lắm. Ông kẻ vui lắm. Vâng. Lên cụ rồi đấy. Cháu nhà như vậy cụ rồi đấy. Lên cụ cả. Cụ rồi. Ai à, cụ trẻ. Cụ trẻ vui tính ấy. Trẻ. Mâm đã. Để coi. Cháu lên cụ rồi. Vâng. Nhìn các bác ấy, thùm ngát luôn, lắc cổ kè luôn. Ui, à. Sang tận Tây còn ngửi cái mùi thơm cơ mà.
cá này giờ vẫn dùng tiền giờ giáp qua đi xong rồi cho hầm không hôm nay thịt ta chỉ củ chuối củ chấu nói chung là chén có nhiều món chế biến đấy, mỗi hôm mình thưởng thức một hôm đấy. Hôm nay là mình thưởng thức món rán khô cong rán không có ý đấy bảo là miền Nam người ta gọi là chiên đấy vâng. Chiên giòn đấy đấy giờ anh xong chặt là chuối thì cho ngửa anh đâu ngửa cái đầu cái này cho chám đen vào nhảy lượt lên chấm đen vâng ăn tới siêu vâng để cân là cân nào rồi ai chưa mới gọi là chuẩn bị thôi nuốt nữa chưa bắt đầu điên rồi nóng rồi ai dạ thể hiện tay nghề tí nóng rồi ông rán khéo ấy này. Cô công. À chung kết AFF à? Ừ, hôm nào đá nhiều chú nhỉ? Thứ hai à? Được đi thôi, lượt về đâu còn trong Tây mà. Cứ đi thứ sáu rồi. Thứ sáu đá chung kết rồi. Vâng. Tây rồi. Đã nghèo cho nghèo hẳn này, thêm tí mỡ rồi. Không nghèo khác là phải đúng là phải tiết kiệm đấy nhưng mà thôi hôm nay thấy tay nghề hơi non tí thì cho thêm kim mỡ sắp sau ạ đây sao mày đang đầy quá không phải là bỏ mà chú chưa cho mình đang chặt xanh kín xanh con rô phi nó con rô đồng nó vàng cong bao nhiêu con rô đồng này à. Con này đúng là chỉ có nuốt lưỡi trở nên phải các bạn không dán chất lượng nó khô cong luôn đã nói sẽ ra nước bọt rồi này tí tí làm tí cay tương ớt đúng rồi không tương ớt ớt muối trắng được tương ớt cũng được tương ớt này đúng. Măng ớt này cái đấy chuẩn rồi măng thì chuẩn rồi măng ớt nói chung là tùy sở thích của từng người ai thích món nào thì chán à, đúng rồi vâng đúng không đúng rồi xong thì thêm tí cứ thích dân nhậu vào ai học thì nguồn rất là đấy nó từng chui bắt canh thế thì hỏi một câu như này nhá vừa thầy giáo này nghe rõ chưa thế là ngoài xã hội gọi thầy giáo ngồi trong nhà quê gọi là nhà cái nỗi yêu thương làm giàu cho quê hương thứ ba là có các cháu đây vâng. Mấy gạo thì thành cơm đấy anh Dung ông hỏi mấy gạo thành cơm mấy gạo thành cơm tổng tất cả từ thầy giáo đến nhà cái nỗi yêu thương nói chuẩn cho 1 triệu không được anh Dung anh Dung chịu à anh Dung phải chịu dễ thế không biết à nhặt tuyết quá dễ luôn chú Điểm lại cả không chú Điểm không biết đâu không Miso biết không Miso đâu à Miso ơi Miso Miso qua đây mấy gạo thành cơm thì chỉ có nấu chín mới thành cơm được Miso thông minh đấy được mấy gạo thành cơm thì chỉ có nấu chín mới thành cơm đố mẹo đấy wow, võ nhai chú ạ nhiều cam lắm nói thật là hôm nhìn đi họ ăn mình rất là bò ai dạ ta còn bốc trước chú làm vàng trên đấy á qua đấy nó chỉ có quý đâu mít bằng có chân gái vâng. Này có bà chị nào ăn và hai chị em ăn rất là bọt bây giờ là họ mới trồng mấy năm nay chú ạ nhiều lắm mà cho nên ăn tận vườn luôn mà anh đâu có xem video đấy không chắc không chưa xem video đấy à đâu mà xem chắc lại luôn nữa chú ơi có bạn chưa làm được lâm đấy chưa ai à vâng đâu, em đang ở YouTube mà. Luôn. Đây xem TV rồi. Xem YouTube rồi. Phây này cắt một đoạn ngắn post lên phây. Mà trong đó có một bạn gái. Càng nhiều nhỉ? Vâng. Càng quá nhiều. Mỗi năm mình trước không có đâu, nó chỉ có quý thôi. Vâng. Quý bằng bằng đăng bầu. Chỗ đấy là cháu nên là chỗ Khuổi Mèo. Ra Bắc Cạn đấy, nếu mà theo đường chim bay ra Bắc Cạn đấy. Ra mới Bắc Cạn rồi. Ra Bắc Cạn vâng. Chỉ có vài nhà họ chồng thôi còn 2-3 nhà họ chồng thế nay mai lấy vợ là lấy đàn bà hay lấy phụ nữ
Đây là con gái. Anh đâu? Không, bên này đó. Anh đâu? Bên này không nói, bên này hỏi anh đâu? Anh đâu? À, hỏi mi sâu, hỏi mi sâu. Không. Hỏi mi sâu. Ông hỏi những người chưa lấy. Lấy vợ thì lấy đàn bà hay lấy phụ nữ? Lần đầu. Đàn bà phụ nữ hay con gái? Cho ăn. Đàn bà phụ nữ hay con gái? Con này, con này dễ quá. Dễ cái trả lời đi. Dễ quá. Dễ quá. Lấy cả ba không được, tham quá. Một trong ba người loại ra hai. Chọn một trong ba. Phụ nữ rồi, một chữ là phụ nữ. Con nào có mấy? Rồi, trừ con một điểm, con nào lớp 5. Thôi xong rồi, bị trừ điểm rồi. Trừ điểm rồi. Trừ điểm, trừ điểm. Ai à, ông xem được chưa? Bình thường. Đó, xem có con nào có được được không? Khô khô quá. Đường giờ con nghĩ khả năng ổn đấy. Dạ. Bữa nào về trước đi làm vạc tinh đi 350 thôi, 350 quân xích vào. À đúng rồi, ngày xưa đường chưa đổ bê tông mà đi khó lắm chú ạ. Đi tinh 350 thôi. Vâng. Bây giờ là họ đổ bê tông hết rồi, tận nơi rồi. Nhưng mà xa lắm. Bê tông hóa mà. Từ mình đây xa tít. Vào đi làm vạc tinh đi 350 quân xích. Vâng. À. Hàng Yên chưa trả lời câu lấy vợ nhá. Câu này câu đố thật đấy. Hỏi thật đấy. Con đã có kinh nghiệm đâu. Thế thử trả lời một câu đi. Dễ quá. câu này hơi khó rồi. Câu này dễ quá thì thật ra khó những người không đi học sư phạm rồi. Đấy. Khả năng lấy được rồi không ạ? Con ra dọn đi ăn chả khóc. Ê, con nó cong hết này, khô cong hết này. Khổ quá rồi. Giòn rồi. Và cái chua ăn cả sóc, sóc luôn. Giòn tan đi, ăn mùi lắm. Đấy, Chuối đấy. Chuối. Con này cạo vẩy rồi, nó nhanh chín lắm. Vèo tí nó chín ngay. Bé là ngon. Như hôm rồi anh sụi, anh nướng tí nó chín này. Thơm không anh Đông? Thơm lắm. À, nuốt nữa chưa? Đâu nuốt thử này. Cái gì? Thế là đông đấy, phụ nữ đấy, đàn bà. Hay con gái. Con đấy, phụ nữ. Phụ nữ rồi. Chuẩn tăng men. Con nói là phụ nữ xong một sai. Không. Thế nó ác vậy. Quá chuẩn luôn đấy. Thơm các bạn, thơm ngát đấy. Hoàng Hiền đang nuốt lưỡi. Thơm. Thơm, ngon. Cái đồng này, chất, kia là, chất là. Thì bác sổ bác ấy có măng ớt nữa. Tuyệt vời. Vâng. Thật ra sạch nữa. Quê có quá. Vâng. Quê em mới có thôi. Quê em sông Cầu nước chảy lơ thơ. Bằng lòng đi em về với quê anh. Tiếp đây anh Đông. Tiếp đây. Trên hoa tối say mong mờ nhớ xe. Cuối say rồi thì em không còn nữa. Em còn cuối giã thôi. Tiếp về, tiếp về. Hết. Mãi tranh nghèo. Thứ bảy là bảy hàng là em muốn đâu à? Vâng. Chuyển lên là em con gái à? Vâng. Chuyển Thầy Lý. Thầy Lý. Đấy là em. Vâng. Rồi, không sao. Rồi, chỗ em bỏ đi. Chuyển sang em. Rồi, các bác xem thế nào. Các bác xem nào. Nuốt nữa chưa? Chưa tỉnh chưa? Khô cong và ươm. Này, con này là con rô đồng này. Rồi, rô đồng này. Ôi, rô đồng này. Nó nhìn rô đồng như rô phi. To phẳng phạm phạm này. Rồi, thì con cá chuối của anh Sô đây. Rồi, cạo vẫy rồi nhìn thịt nó ngọt. Thịt này vàng nhuộm này. Đấy, đây này. Đấy. À, đây rô đồng này, ngoài này. Đấy, rô phi đây. Nốt nữa đi. Đấy. Thơm ngát các bạn ạ. Ngát có kèn luôn. Ừ. Đi chấm ít măng ớt này, đúng rồi. Tuyệt vời, thì mỡ nó bóng nhạy này. Mỡ nó bóng này em ơi. À. Bên anh đâu rồi? Bên đây. À. Ông lông mọc. À. Nên triển khai. Lông mọc. Ra đi. Ra đi. Ra đi. Ra đi. Alo.
Đấy, ăn lên đấy. Rồi, món ớt này. Ai về thăm bến đùa kè, dưới bến nước, trên búi tre ông Toàn. Ai à? Xuất khẩu thành thơ. Một tay em lái chiếc đùa ngang, một tay em vẫy đón chào anh Hoàng Hiệp. Ai à? Thật chưa? Nhưng mà chả có em nào đón. Vỗ tay. Thơ thì hay nhưng mà chả em nào đón. Thế hay. Tắt bột. Đấy, lại cứ thích dân nhậu rồi. Đông hay làm chết. Tối rồi còn sợ đâu. Mời tất cả các bác, các quý vị khán giả đang theo dõi video của Hoàng Hiền dùng bữa tại nhà anh Miso với Hoàng Hiền nhé. Em mời tất cả các bác, các anh, các chị ăn tối cùng gia đình em với Hoàng Hiền và Đông Tiêu ăn nhé. Vâng. Em mời các bác, các chị ăn gia đình em cùng vui nhá. Vâng. Chung cùng nhà bác Xô. Ok. Sạch, rau sạch, rau của bà sạch luôn. Tuyệt vời, ông ơi. Xin mời nhá. Chúc khỏe ông nhá. Cọc cái. Cọc cái tình cảm. Chạm cho nhà cái nỗi yêu thương, làm giàu cho quê hương. Vâng, cảm ơn ông. Chào Hồng Lâu Bộng. Ông ăn cái này, hóc con này. Ăn đi. Món này đúng là tuyệt vời. Luốt nữa. Tuyệt vời. Ăn luôn đây. Đi dần nhậu ấy. Được. Đấy nha, đấy. Vâng. Chấm của gì chấm. Ôi, ông chấm này. Không, có thể thoải mái được, tay dài được. À. Ưu tiên bạn là Hồng Lâu Mộng thôi. Được. Nếu mà bạn chưa vợ. Tớ có vợ rồi cũng sợ. Cứ chỉ chân nhậu đây này. Còn đồ đồng to này. Tuyệt vời đấy. Ăn cá phải xé tay được, còn hơi khó. Cá nó dai. Cứ chỉ chân nhậu quá. Cá rô ngon. Chấm đúng là hết ý thật nha. Nói rõ là cá rô gì. Rô gì? Cá rô rán, rô đồng. Đúng câu này được, chuẩn. Uống. Mùa đông gần hết rồi, lấy vợ đi. Tuyệt vời. Cái tí dần nhậu quá các bạn. Cái tí nhậu mầm gọng nếp. Như là trước. Ngọt thiếu rồi nha. Ngon. Trông xa đã tưởng là tiên. Anh à, thơ bắt đầu ra đấy. Lên thơ đấy. Bắt đầu lên thơ. Nên lại dừng rồi. Tiếp đi ông, thơ tiếp đi ông. Đấy, tôi lại dừng rồi. Cũng nghĩ nhưng mà chưa ra. Hết thở. Có vẫn còn ăn nữa chứ phú ra đâu. Chúi sáng cho mình nhỏ. Ăn tí tương ớt nữa em. Đúng rồi. À, mang ớt. Dạ. Ngon tuyệt vời. Ăn cơm ăn cá đấy. Rau này ngon. Hòa quẹn. Hòa quẹn ngon. Quyện ngon luôn. Cái chi dân nhậu gắp cho nhà cái nỗi yêu thương một tí cho tình cảm nhá. Con cảm ơn ông. Nếu mà chưa lấy vợ thì chịu khó lấy đi. Lấy vào hoàn lắm. Vâng. Đẹp lắm. Nói cho xem. Vâng. Trong khu nhà anh có hai đứa cháu, một đứa em. Ai chưa, à? Chưa chồng. Ai à? Tuyệt vời. Ra bác Thảo đang có một cháu gái đang nằm ngân hàng dưới Hà Nội. Ai à? Đẹp tuyệt vời. Nhà anh được chị Lý có một đứa đang học đại học năm thứ 3, thứ 4. Vâng. Nhà anh ra nhà anh một cháu cũng đang học đại học năm thứ 2. Đào xá quê tôi vốn chẳng nghèo. Uống cháu. Không. Nó câu Phú Bình thì nó hơi buồn buồn. Câu đào xá cho tình cảm. Vâng. Hôm nay nó sớm ấy. Cháu tước ra mà cho bọn Hoàng Hiền nấu canh rau cải ấy. Vâng. Nhưng mà nó muộn rồi. Món này ngon mà. Món này hấp dẫn. Không, canh rau cải cũng ngon. Món này ngon, ngon kiểu khác rồi. Nuốt nữa ấy. Mỗi một thứ nó ngon theo một kiểu. Đúng rồi. Đấy, cái này chấm muối thì ngon theo kiểu chấm muối. Mà chấm cái này là nó ngon theo kiểu chấm này, nhưng nó đúng ra lấy đại đa số là phải em tên là muối, ớt. Nên đại đa số, còn có thể là mình không thích muối thì mình chấm theo kiểu khác. Cái số cũng không đúng kiểu.
Rồi ăn nhiều kiểu ngon lắm. Rồi phở vâng. Ăn tuyệt vời luôn. Ừ. Rồi cái ngồng vẫn rất độc ấy. Vâng. Đấy. Một cái phút cũng đi làm thế thôi. Vâng. Cà rô rồi. Phở cà rô. Nghe này. Vâng. Bên này nghe là mít sâu này. À. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. À. Ra. Là chai phải đáng lên chai. Chai thì 1 lít, chai thì 35. Không, 35 đâu. Rồi lái lái tí cho nó vui chứ. Lấy vợ, chú ủng hộ. Ăn cho 3 ngày. Ai nhỉ? Cuối năm rồi này. Nhưng không biết cuối năm nào. Nghe rõ là cuối năm thì phải cuối năm nào. Cuối năm chúng ta không số mới hiện được cuối năm này phải lấy vợ đi. Cuối năm rồi đấy, bây giờ cuối năm rồi, bây giờ ngày nào cũng bảo mượn tiền cũng bảo ngày nào cuối năm giả, nhưng cuối năm đó là năm nào, nó là tháng nào, con này là con cá diếc đấy. Hiện được cái khỏe là mời là đi. Vâng. Yếu là thôi. Cháu ngay gần đây, vâng. Anh này cứ đi qua chợ mấy phóng hết trên cái đường thông. Trước bà anh có anh tôm trong dưới 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 con gái ông Thảo học rất là giỏi luôn. Không giỏi. Năm nào được tiền rồi. Không giỏi, nói đừng nói giỏi, nó không giỏi, có cái học không dốt. Vâng. Năm nào được tiền học khổ. Đây đồng ra. Học học lớp 11 à, thi vượt cấp lớp 12 à? À nhỉ. Năm đấy được giải giải nhất đấy, hay vâng. Là gì của tỉnh Thái Nguyên đấy. Vâng. Học lớp 11, thi vượt cấp lớp 12. Chả làm gì cả. Nó cũng chỉ là con của bố thôi. Đúng không? Ông này bận sản xuất cao rồi, về nói đi cô không đi chứ. Vâng. Cha làm gì cũng chỉ là con, không thể là làm bố được. Cháu cho chú thưởng thức cái gì? Cà rô khổng lồ. Hấp dẫn, đúng không? Đấy, cà rô khổng lồ ấy. Nộp tí nè, ăn tham nè. Thế còn lâu nữa hai ba vợ nữa. chia ý nghĩa riêng đấy. Cái này có ý nghĩa riêng. Con này là con to nhất tỉnh bên họ à. Đấy. Cái em anh con đấy. Em có. Cái riêng, cái này ý nghĩa riêng. Em có. Tình cảm. Tình cảm. Thơm với người tí. À. Đào đâu ra là chỉ kè mới có. Lúc đó tầm một đặng rưỡi một đặng tám là hiếm gặp đấy, không là có đâu. Đây, ông nghe. Xin cảm ơn mấy anh. Xin cảm ơn. Làm chân nâng ly nè. Anh làm em nuốt nữa. Lại uống. Đây là chén hay là ly? Ly. Đúng rồi, chọn men rồi. Em tên là Ly. Anh nhậu không uống nhỉ? Cái gì nhậu ấy không uống. Anh bình thường anh không uống. Đông vui anh lại làm một vài chén. Bình thường. Đông tí tối về ngủ cho ngon. Cái gì dần nhậu? Cá rô này ông rượu quá học rồi. Chắc vâng. bảo lấy thêm vợ nữa. Chắc bây giờ sợ vợ tối là không cho ngủ. Chắc sợ vợ thật. Sợ vợ cóng rồi. Nhưng mà ông Thảo này cũng nói là lấy vợ mới ấy nhá. Lấy thêm vợ nữa. Ăn thua ra là chẳng đi ăn chắc thăm vào là kiếm cơ vợ rồi. Bạn đây không kiếm cơ vợ? Mà mối doanh nhá. Khách hàng là cưới luôn. Nhưng ở dưới đây phải chịu quá đi làm mối doanh nhỉ. Ở trên này tàu anh là tỏ anh em rồi, đông ở dưới đây phải làm bố cho anh ấy. Đông đi bê chấp anh nữa. Vâng, được rồi. Vâng. Đấy, thế phải như này. Phải bây giờ phải đào tạo cái sấp trẻ hồng lâu ông đi học. Xem có bạn bè của bố mẹ, của bạn bè. À. Hoặc là cô gì chú bác giới thiệu cho Max Sô sexy. Xem có gì chó mẹ. Giới thiệu cho Max Sô. Nhá. Ai thì có đồng chê là mối cho xấu. Không nói bỏ mà không thích ở với chồng thì là cái lao đó. Ông thực ra bác Sô này bác cái rất nhiều tài mà rất là tốt tuyệt vời đấy. Còn bà Hoàng Hiền thích cho nên cũng ba con gái anh con rồi chú. Ông bà này bà nữa cứ đặt được.
Không, thích thế nào cũng được, không được đâu. Một rồi, một rồi. Ăn thế. Ông trên nông thôn là thích như nào được. Đó là đúng ngậy luôn. Ngậy luôn. Nứt luôn luôn đấy. Nứt lưỡi luôn. Nứt lưỡi đi anh Đông. Chán mạnh em. Chán mạnh em. À không ơi. Này là đoàn kết cái. Mắt mình kém quá, chả có cái miếng măng nào cả. Ngon. Tuyệt vời. Lấy vợ. Nhớ mời nhau nhá. Dạ vâng. Cái thích dân nhậu ạ. Ơ hay nhỉ, thì đúng rồi, lấy vợ để mời nhau nhá. À, con thế là thơ à? À, thế là thơ. Rồi, đêm nay về lại thơ thắn. Hoàng gì kia, gì? Anh tô mặt sâu. Mì sâu mì xì. Không. Sách sô bác sĩ. Sách sô xích xì. Sách sô xích xì, à được, cũng hay, được. Sách sô xích xì. Rồi, con này được. Mặc dù là mình chưa đến 100 nhưng mà phải học những người dưới 100 chuẩn. Sách sô sách xi. Dép này nhá, chú nói thật này. Lớn lên lớn hết kìa. Dạ, chú này nhỏ này. Vâng. Chú này nhỏ, video họ không quay, họ nghe được đâu. Lấy vợ đi. Vâng. Như chú này lấy vợ sướng lắm, đẹp tuyệt vời. Ghi nhận để cho cô phấn đấu. Phải phấn đấu. Vâng. Mình là trẻ. Cô phấn đấu. Nhá. Vâng. Mình phải phấn đấu. Chú đã lên gần 60 vẫn đang phấn đấu lấy vợ nữa đây này. Anh Đồng lấy vợ nữa không? Anh. Cống rồi, cống rồi. Cống rồi. Kém rồi, kém bị rồi. Để chú cấu trong nở con này đã. Mà. Lấy vợ dọa là cống rồi. Cái tiền thì còn mấy. Không vì cái nọ cái kia, đừng nghĩ chuyện giàu nghèo kệ. Cứ phải phấn đấu lên. Tuyệt vời lên. Còn cá rô khổng lồ nữa. Hai con. Ngon rồi. Mỗi con tôi cũng món. Hoàng Hiền này. Con gái chú dạo xưa về là nó béo đấy, cần mà này. Con xấu mấy. Đúng rồi. Cũng là con của bố. Vâng. Bố chỉ sợ là con ốm thôi. Con béo con không xấu. Nhưng con ốm là con xấu. Thế về nhà bố lần nào con về nhà mình con cũng lên cân. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đúng ý bố rồi. Không mấy khi về nhà bố toàn bồi bổ ra cái ngon nữa. Vâng. Tất nhiên là bây giờ phụ nữ con gái là họ ăn họ ép cân. Nhưng mà không nên ép vừa thôi, ép quá là không nên đâu. Đấy, thật sự không nên đâu. Nó cao 1m71, bây giờ nó có 6 mấy cân làm gì mà đã quá cân đúng không? À. Có 66 mấy cân làm gì mà đã quá cân. Cao bằng bố. Nhiều hôm và những lần và ta nhìn mày, bố nhìn mày con bố chán này, mà thế sao bố chán con? Mày gầy, mày xấu, bố chán. Thật mà. Còn cái tiền nông không quan trọng. Cơ bản là cái sức khỏe nó quan trọng. Bây giờ con gái nằm đa số là hay sợ béo. Nhưng mình cứ phải nói như thế chứ. Như giờ nó béo, thế cứ bảo xấu. Thế cứ ai cũng béo, ai cũng xấu thì ai lấy. Không sao. Phụ nữ không xấu, chỉ sợ phụ nữ không biết làm đẹp. Chuẩn. Nghe tôi nhá. Phụ nữ không xấu, chỉ sợ phụ nữ không biết làm đẹp. Nghệ sĩ mình vượng ghê còn không xấu thì chả ai xấu cả. Béo như thế mà chả sợ, mình sợ cái gì. Hôm nọ thế mà à, chị gì nhỉ? Ôi, anh quên, anh quên đang xem YouTube nhỉ? Ừ. Chị Hiền của cô đó. Không, chị Hồng. Hồng cũng tên là Hồng Hồng gì mà hay đi cùng quay YouTube cùng Hoàng Hương ấy, cháu béo ấy. À. Hay quay trên Hà Giang rồi ấy. Ừ. Đấy, quyền thì béo đấy, đẹp. Ừ. Đẹp quá. Người béo đẹp quá cử, người béo. Mù chê. Hoàng Hiền, anh Đông đi con quay về. Anh Đông hát tặng mắc lại đêm đêm ngửi mưa bơm đây.
em chặn các bác các chị bạn vui bài và để ngày vui ngày nhất vui vẻ năm chấm khỏe mạnh. Ok ok. Đêm đêm buổi huy chương buổi hoa chữ nhà nàng buổi hoa buổi chấm nhà nàng chấm buổi hoa thì chấm đầy rồi để vào chuyện đoàn ai. Đi đường này các bác ạ, đường to đang đổ. Giờ đi cái đường me 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 bé. Cũng bé lắm. Rồi. Rẽ này. Ăn đi nhau. Ăn cho vui. Hết rồi, tái rồi, nhìn cái đường me me à. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn, dù em thời thiếu lữ xa xôi. Ui 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 được me 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 à. Ôi dồi ui 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 ngồi im ngồi im ngồi im, nó trong nhà nó ngồi im đừng bé quá. Quan trọng quan trọng quan trọng. Đêm đêm người mùi hương mùi hoa sứ nhà làng, hoa trầu thơm đại thanh nhà nàng đây đó gọi tên, mùi hoa còn nụ nhị vàng chắc làng hiểu tình tôi. Những đêm chớ sầu em bước qua cầu. Ôi, ngoài đi đoạn cánh đồng này heo hút lắm. Còn cánh đồng tí đi đường cạnh bờ sông đường bé mẹ bé tí. Ôi, qua thấy khiếp chưa? Đấy. 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 Đường cánh đồng heo hút. Ôi, ôi. Đường mẹ 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 mẹ. Hát cho anh vui đâu à? Anh phố buồn đây. To lên, to lên. Nhớ cho mẹ chạy đông bể chạy lên để buồn chạy phố đó thì em đã đổ toàn cầm phai thì gãy lên rồi buồn vẫn đi cái mà cho bác cái thân. Ấy đường đẻo quá, thôi nhông đi bộ đoạn này, đi bộ đoạn ra cái xấu á, đường bé quá, đường bé quá, đường bé, đường bé, không không xuống đi bộ đoạn, đường đẻo quá, đường bé mẹ các bác, đi nặc lang luôn, quá quá, ơi nhông vào đây, đâu anh nhông ơi, anh nhông ơi. Ôi ui, ui được rồi lên xe phải được rộng rồi rộng rồi ờ lại lên xe có thể ra đâm thẳng sông cầu ra được chưa lên cầu nhá đâm thẳng sông cầu luôn này bên người đất đào xá đang đổ đường các bác đi giáp bờ đê luôn ui đây này dưới này bờ sông luôn này thấy chưa ui ui đây này. Đấy, các bạn thấy không? Nguy hiểm chưa? Cái con đường nguy hiểm Việt Nam. Lời ru buồn nghe mênh mang sau lũy tre làng lấy chồng sớm xôn xao bướm vàng lấy chồng sớm là thông minh rồi lấy chồng sớm làm gì để lời ru em buồn ru em
em thời thiếu nữ xa xôi, con đầu ngân ngang em ơi. Ê, nhà nào vứt xe ở đây nhỉ? Đi tìm anh cho em thôi, em đố ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng. Anh à, anh à, lên non cao rừng xanh biên giới. Đấy, các bác hình dung bên tay trái của Hoàng Hiền đang bờ sông này. Đấy, đấy là sông cầu đây. Đấy, đây là đang đây ở trên bờ đê đấy. Xe có xe đi kìa, đang đổ đường ở phía trên đoạn đấy, họ đổ đi được không? Trời đang mưa phùn lất phất này. Ai có người đánh cá sông nào nhỉ? Đèn sáng nhỉ? Đoạn này có tránh được không? Hai xe. Đấy, đấy. Được chưa? Rồi, họ họ cho bác đi chưa? Đấy. À, xin mời các bác đi đây. Thế họ họ đánh cá, họ soi cái gì kia nhỉ? Cá ở sông. Lên non cao, rừng xanh biên giới, giữa mênh mông đá cứng đá ngồi, mây êm trôi đưa ta lạc lối, lung linh giữa cao nguyên vời vời. Quê hương ta ngàn hoa khoe sắc, ríu rít trong tiếng ngót họa mi. Đi đi cô ơi. Vâng, chị đi đi. Ok ok, chị cứ đi đi, chị đi. Ok ok. Ta làm mê hoa văn của núi, bao lưu luyến mèo vạc yêu thương, nghe xôn xao ngàn câu ca, miền quê hương em đổi mới. Rừng hoa tam giác mảnh đẹp sao ngất ngây, rộn ràng cho phiên đôi lứa hẹn hò, cho ngày mai lưu luyến ước mong sẽ đến một lần. Đấy, đây đường ngon đấy. À, họ đang đổ đoạn kia các bác, người đang đổ. Câu vai từ xa xưa còn mang lưu giữ muôn đời, mèo và quê hương tôi ta thiết thắm tình người ơi. Hiên ngang cùng núi cao, hoa cùng dòng nhỏ quê, đình mã phì làng để nhớ cùng anh, nghe xôn xao ngàn câu ca, miền quê hương em đổi mới. Ôi, mưa xuân quá ạ, mưa ngày càng mạnh hơn đấy, nặng hạt hơn đấy. Mưa đúng rồi, mưa cho cây cối lên, cỏ biếc lên. Rồi một chiều chợt nhớ quê hương, nghe em hát dân ca ví dặm, câu hát ru như một thời thuở bé, đưa ta về bên bài tuổi thơ xưa. Điều ví quê hương giữa bốn bề bận rộn, đất quê mình còn nghèo lắm người ơi, sao điều ví cứ nhiệt tình đến thế. Lão lão lòng đứa con ở nơi xa, mời anh về xứ mẹ. Ui ui sọc. Đang vào phòng hát lại sọc. Sọc ghê quá. Sọc Sơn Long ốc ấy. Rồi anh Đông tặng các bác bài đi đổi hoa sim ấy. Đi đổi hoa sim. Vào chuyện ngày xưa, vào chuyện trọn ra, vào chuyện lúc đói gì. Hết rồi, nhanh như gió nhỉ. Mùi hoa sứ nhà làng, vào chuyện người làng, nhà làng con người đi. Mùi hoa đường trong lòng, vào chuyện quan con
những đêm chưa sâu em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể sâu, biết chẳng ngày mai còn đâu người em gái, cài hoa đứng bên thềm, hồn lửa xa vào đôi mắt em, chiều đông xoa tóc ngồi bên thềm, lầu kín không người trắng khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sơn khê, ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu, đường phố muôn màu sao thiếu em. Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đầu, tình ta trong xanh như trang giấy trắng, anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên, nguyện thề đi chung trên con đường yêu, dẫu thế nào đã cùng chẳng xa nhau. Trang giấy trắng đó đến nay hào ngày, vì em xa anh ra đi chốn này, anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên, nguyện thề đi chung trên con đường yêu, dẫu thế nào ta cũng chẳng xa nhau. Trang giấy trắng nó đến nay hào gầy, vì em xa anh ra đi chốn này, từng ngày qua anh được mơ thấy em, một bông hoa xinh đẹp trong nắng vàng, lòng thầm mong ngôi sao này ta sẽ có đôi, khi em nói câu xin chào là khi trái tim rung động, chờ là chờ nhau nhé, ta cùng nhau chung lối về, tình là tình anh đó, anh chỉ trao có riêng mình em thôi. Đấy. Văn nghệ tí cho vui quá, đi đường thoải mái, lạc quan vui vẻ yêu đời. Bây giờ Hoàng Hiền về quá nhá, Hoàng Hiền xin kết thúc cái video này ở đây và xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin chào tất cả các bác nha. Đó. Anh Đông nói gì các bác không? Dạ bà, các bác cả gì đó, bạn cả đó, ngon đó, ngon đó. Chúc các bác ngủ thật ngon nhá, buổi tối vui vẻ, ngủ thật ngon, có những giấc mơ thật đẹp, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của mình. Xin chào tất cả các bác nha.